Xin được chuyển sang thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tổng số ca mắc mới của ngày hôm nay tiếp tục tăng lên, tuy nhiên số ca tử vong đã giảm. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị ngay sau đây. Thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 4.869 ca dương tính mới, trong đó có 1.206 ca ngoài cộng đồng, 3.663 ca đã được cách ly. Những ca bệnh này phân bố tại 468 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Các quận huyện có nhiều ca bệnh trong vòng 24 giờ qua, đó là Đông Anh 389 ca, Hoàng Mai 355 ca, Nam Từ Liêm 282 ca, Bắc Từ Liêm 271 ca và Hà Đông 244 ca. Ngày hôm nay ghi nhận 5 ca tử vong. Cộng dồn số ca mắc từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay, thành phố Hà Nội đã có 196.416 trường hợp dương tính. Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19, đặc biệt với số ca F0 tăng nhanh ở trẻ em, Sở Y tế Hà Nội đã có chỉ đạo khẩn tới các bệnh viện trên địa bàn, yêu cầu khảo sát năng lực đáp ứng điều trị nhi khoa toàn ngành, xây dựng phương án tổ chức tiếp nhận điều trị trẻ em mắc COVID-19. Hà Nội giao ngành nhi khoa của Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cần khẩn trương đào tạo tập huấn công tác xử trí điều trị trẻ em mắc COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, lên kế hoạch hỗ trợ đơn vị tuyến dưới. Sở Y tế Hà Nội cũng phân luồng tiếp nhận trẻ em mắc COVID-19. Cụ thể, trẻ trên 3 tháng tuổi sẽ được điều trị tại nhà, trẻ dưới 3 tháng tuổi hoặc có bệnh nền sẽ chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa có khoa nhi gồm Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Đông, Đức Giang, Sanh Pôn và Sơn Tây. Theo thông tư mới, thông tư số 02 của Bộ Y tế ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 21 tháng 2 về việc quy định giá xét nghiệm SARS-CoV-2. Theo đó, mức giá trần mới sẽ giảm khoảng 30% so với giá hiện hành, còn 78.000 đồng một xét nghiệm. Theo thông tư mới nhất, thông tư số 2 thay thế thông tư 16, mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế như sau. Xét nghiệm SARS-CoV-2 test nhanh mẫu đơn, giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương, cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định có mức thanh toán tối đa không quá 78.000 đồng trên một xét nghiệm. Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR đối với trường hợp mẫu đơn, giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương, cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho phản ứng theo quy định có mức thanh toán tối đa, không quá 501.800 đồng trên một xét nghiệm. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 465 gửi các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong giai đoạn 2 đến khi mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế. Theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khách du lịch là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, công dân Việt Nam được tham gia vào chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế. Việc đón khách du lịch thông qua các chuyến bay thuê chuyến hoặc thương mại quốc tế thường lệ. Khách du lịch phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 được Việt Nam công nhận. Thời gian từ lúc xuất viện tính đến thời điểm xuất cảnh không quá 6 tháng. Các địa phương căn cứ nhu cầu và các điều kiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, chủ động quyết định việc đón khách du lịch quốc tế và thông báo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã có kế hoạch mở lại đường bay thương mại quốc tế đến Đà Nẵng sau thời gian tạm dừng hoạt động. Đây là tín hiệu tốt của ngành du lịch Đà Nẵng trong nỗ lực phục hồi du lịch quốc tế sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Một hãng hàng không Singapore sẽ bay với tần suất một chuyến một ngày từ Đà Nẵng đi Singapore và ngược lại từ ngày 27 tháng 3 với lịch trình buổi sáng thứ 2, thứ 4 và thứ 6 chủ nhật và buổi chiều các thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Ngoài ra, một số hãng bay cũng có kế hoạch mở lại chặng bay giữa Singapore, Hàn Quốc với Đà Nẵng khoảng tháng 4 đến tháng 7.